Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xông vào cửa hàng bán quần áo ven quốc lộ 56 đoạn qua địa bàn thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tên cướp dùng dao khống chế cướp cổ chủ tiệm để cướp tài sản. Điều đáng nói, nghi phạm đã có tới 2 tiền án về tội giết người khi mới 14 tuổi và vừa mới được ra tù sau khi thi hành bản án tù 9 năm. Ngày 21 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trung Thoại, sinh năm 2000, ngụ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao cứa cổ chủ tiệm quần áo để cướp tài sản. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 5, Thoại vào cửa hàng bán quần áo trên quốc lộ 56 đoạn qua địa bàn thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quan sát thấy tiệm vắng người, Thoại dùng dao khống chế chủ tiệm là bà Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh năm 1978, lôi nạn nhân vào phòng vệ sinh, đồng thời yêu cầu đưa tài sản. Do bà Thảo chống cự quyết liệt và hô hoán, nghi phạm lập tức dùng dao cứa cổ chủ tiệm gây thương tích, rồi chạy ra lấy xe máy bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an tỉnh khi đang lập chốt trên quốc lộ 56 xã Kim Long, huyện Châu Đức đã cùng người dân phối hợp chặt bắt nghi phạm. Đại úy Bùi Tuấn Anh yêu cầu nghi phạm dừng phương tiện và bắn súng chỉ thiên, nhưng Thoại vẫn tăng ga bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đại úy Bùi Tuấn Anh đã áp sát đạp ngã xe cùng các đồng đội khống chế Thoại. Huỳnh Trung Thoại từng có tiền án về tội giết người cướp tài sản và mới chấp hành án xong. Cụ thể, đầu tháng 11 năm 2014, Thoại xin phép mẹ đến xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để thăm bố. Trong thời gian ở đây, do không có tiền tiêu xài, nên Thoại lên kế hoạch cướp tài sản của người phụ nữ chuyên bán thẻ cào điện thoại ở cùng xóm là chị Võ Thị Thanh Nga, hàng xóm cùng ngụ xã Long Sơn. Khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2014, hắn thủ sẵn con dao Thái Lan dài khoảng 25cm, đi sang nhà chị Nga để hỏi mua thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng. Khi người phụ nữ đang lúi húi lấy thẻ cào, Thoại rút dao đâm mạnh một nhát vào sau gáy, khiến lưỡi dao gãy đôi và cắm dính vào cổ nạn nhân. Bị kháng cự, Thoại cầm cán và phần lưỡi dao còn lại đâm tiếp, khiến chị Nga chỉ kịp la lên mấy tiếng, rồi ngã quỵ. Nghe tiếng tri hô, hàng chục người dân cùng xóm đã lập tức có mặt vây bắt tên cướp hung hãn. Cùng với thủ đoạn như trên, trước đó vào ngày 3 tháng 8 năm 2014, khi còn ở nhà người thân tại xã Long Điền Đông, huyện Long Hải, Bạc Liêu, Thoại có cầm tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 1987, ngụ cùng xã để mua hai thẻ cào, loại mệnh giá 20.000 đồng và 50.000 đồng. Nghĩ Thoại đưa cho mình tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, nên sau khi bán thẻ, chị Dương thối lại cho khách số tiền 30.000 đồng. Sau một lúc cự cãi, Thoại chụp lấy con dao nhọn, để trên tủ rồi đâm liên tiếp 8 nhát, khiến người phụ nữ này tử vong. Cướp được chiếc điện thoại di động, sát thủ nhí chạy về nhà người thân trốn, sau đó dạt theo nhóm bạn sống lang thang, rồi lên xã đảo Long Sơn. Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mở phiên xử lưu động và tuyên phạt Huỳnh Trung Thoại mức án 9 năm tù giam cho hai tội danh giết người và cướp tài sản. Tại phiên xử, Thoại đã khai nhận tội ác của mình nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi chủ tọa phiên tòa chất vấn rằng có nhiều đứa trẻ còn có tuổi thơ bất hạnh và bi đát hơn bị cáo, nhưng họ vẫn sống tốt và trở thành người có ích cho xã hội, thì Thoại im lặng. Sau khi mãn hạn tù trở về, Thoại không cải tà quy chánh mà tiếp tục sa vào con đường phạm pháp và bị bắt giữ. Sáng 15 tháng 5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng, một nữ chủ shop quần áo bất ngờ bị một gã đàn ông bịt kín mặt dùng dao khống chế cướp tài sản. Thời điểm xảy ra vụ việc trên, trong nhà còn có cả trẻ nhỏ, nhưng đối tượng vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng. Hiện công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Đối tượng được xác định là Đỗ Dương Linh, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Định. Theo thông tin ban đầu, chiều 14 tháng 5, Linh vào một cửa hàng quần áo ở phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Lợi dụng người phụ nữ đang giới thiệu đồ, Linh rút ra con dao, dí vào cổ khống chế người phụ nữ. Sau đó, Linh đè người phụ nữ để giật nữ trang của người này. Trong lúc sơ hở, người phụ nữ vùng chạy ra cửa hô hoán. Thấy vụ việc bại lộ, Linh bỏ chạy để lại một xe máy. Công an thành phố Cam Ranh nhanh chóng truy bắt được Linh vào tối cùng ngày.
Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận là nhân viên của một khu nghỉ dưỡng ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, đang trọ ở phường Cam Nghĩa. Do bị sa thải, nên Linh túng quẫn, nghĩ chuyện đi cướp. Được biết, Linh đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Đoạn clip ghi lại cảnh gã đàn ông mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang kính mít. Tiếp đó gã bước vào cửa hàng thời trang. Lúc này trong cửa hàng chỉ có nữ chủ shop cùng đứa con trai đang ngủ. Gã đàn ông giả vờ hỏi mua quần áo và nhờ nữ chủ shop lựa chọn giúp. Trong lúc nữ chủ shop quay mặt để tìm kiếm trang phục theo yêu cầu của khách, gã đàn ông đã nhanh chóng kề dao vào cổ nữ chủ shop. Ngay lập tức, nữ chủ shop hét lên đầy hoảng loạn, đứa con trai nhỏ đang nằm ngủ cũng bừng tỉnh. Tuy nhiên, do cậu bé còn quá nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi dí dao vào cổ nữ chủ shop, tên cướp đã đề nghị chị đưa tiền cho hắn. Anh ơi, tha cho em anh ơi, em không có tiền. Dạ, nhưng em nói anh nghe nè, em không có tiền á anh, con em nữa, nhưng mà em không thích, thiệt. Nữ chủ shop nói giọng sợ hãi khi bị tên cướp khống chế ép ngồi xuống sàn. Sau đó, tên cướp tiếp tục cầm dao dí sát vào nữ chủ shop đang ngồi, nói điều gì đó và yêu cầu nạn nhân đứng lên. Quá sợ hãi, nữ chủ shop vừa khóc vừa nói, anh ơi, con em nữa. Lợi dụng lúc gã đàn ông mất cảnh giác, nữ chủ shop định chạy ra ngoài cửa kêu cứu. Tuy nhiên, gã đàn ông sớm phát hiện và nhanh chân đuổi theo ra ngoài cửa. Hắn tiếp tục hành hung nữ chủ shop. Lúc này, nữ chủ shop cũng cố gắng la hét để cầu cứu mọi người xung quanh. Thấy tình hình không ổn, gã đàn ông nhanh chóng đẩy cửa ra và nhanh chân tẩu thoát. Còn người phụ nữ lúc này vẫn chưa hết hoảng loạn, liên tục gào thét kêu cứu. Riêng cậu con trai còn quá nhỏ tuổi, chỉ biết ngơ ngác chứng kiến tình cảnh kinh hoàng của mẹ. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong shop quần áo ghi lại. Bước đầu, thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho hay sự việc được cho là xảy ra ở Khánh Hòa. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ấn lạnh khi nghĩ đến tình cảnh của nữ chủ shop ngay thời điểm kinh hoàng đó. Cách đây ít ngày, một chủ shop quần áo khác ở Vĩnh Phúc cũng gặp tình huống kinh hoàng tương tự. Theo đó, gã đàn ông xông vào shop quần áo này và đòi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nữ chủ shop. Dù rất hoảng sợ, nhưng để đối phó với tình huống khẩn cấp này, nữ chủ shop đã nở nụ cười đồng thuận và lợi dụng sơ hở của gã đàn ông để tự cứu bản thân khỏi nguy hiểm. Tên cướp sau đó đã bị khống chế và bị bắt giữ. Theo cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 8 tháng 5, công an huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Cương, sinh năm 1992, trú tại khu 8 thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi thú tính. Cương chính là nghi phạm dùng dao uy hiếp đòi làm trò bậy với nữ chủ shop thời trang ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong đêm mùng 5 tháng 5. Tại cơ quan công an, Cương khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 23 giờ 40 phút tối mùng 5 tháng 5, sau khi uống rượu, Cương đi xe mô tô đi qua cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh thì thấy chị DTH tên viết tắt, sinh năm 1986, trú tại huyện Bình Xuyên là chủ cửa hàng quần áo đang thử đồ. Thế vậy, Cương nảy sinh ý định làm trò bậy đối với nạn nhân. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Cương đổ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao màu đen dài hơn 30cm xông vào cửa hàng, đến chỗ chị H đang đứng. Tiếp đó, Cương áp sát, dùng tay trái vòng qua cổ chị H, tay phải cầm dao đe dọa bắt chị H phải cho y quan hệ. Tuy nhiên, lúc chị H lấy và bóc bao cao su, tôi không để ý và chị H giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh. Thế vậy tôi sợ hãi bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân và công an đuổi bắt giữ. Đối tượng Cương khai tại cơ quan công an, đối tượng Cương cũng khai nhận bản thân không biết và không có mối quan hệ nào với chị DTH trước đó, do có men rượu trong người nên không thể kiềm chế được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội. Theo tường thuật của chị TTH, tên nạn nhân viết tắt, trú tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, hàng xóm của nạn nhân khoảng hơn 11 giờ 30 phút đêm mùng 5 tháng 5, khi đang ở trong nhà, chị nghe thấy tiếng hô hoán có trộm và kêu cứu thất thanh từ shop thời trang cạnh nhà nên đã chạy ra nghe ngóng tình hình. Lúc này, chị H thấy từ trong cửa hàng một người đàn ông không mặc quần đang hốt hoảng lao nhanh ra ngoài. Chị H vừa đuổi theo vừa hô hoán để mọi người hỗ trợ, rượt đuổi khoảng chục mét. Khi đến hồ nước gần đó, đối tượng này nhảy xuống bơi sang phía bên kia đường để thoát thân. Tuy nhiên, người dân đã kịp thời bắt được, giao cho công an. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.